Anna, chị nghĩ chúng mình cần em gái. Em cũng nghĩ vậy, càng đông càng vui. Ừ, chị biết rồi, nhận nuôi đi. Hai chị em đến trại nuôi dưỡng. Xin chào. Chào, chúng em muốn nhận nuôi ạ. Bên em có một bé rất hợp. Daisy hơi ngại xíu. Mình tin rằng chúng mình sẽ thành bạn thôi. Mình là Anna và mình là Elsa. Daisy, rất vui được gặp em. Ngoan nha con. Giờ em đã là một phần của gia đình rồi. Cô bé lên xe ngựa và về nhà. Họ quyết định dừng nửa chừng. Daisy, em cần thay đổi xíu. Làm váy nè. Làm lớp thứ hai từ vải phim phòng. Yeah, chiếc váy được phủ đầy sao và ngọc trai nè. Đi 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 nè, dấu chân đây, để lại dấu vết đầy kim tuyến luôn. Làm đôi dép xăng đan từ đế cao. Daisy trở nên siêu xinh đẹp. Yeah, ở đây rộng và đẹp quá à. Chào mừng, đã tới lúc chăm sóc em rồi. Các chị mua nhiều váy cho em lắm. Chọn đi nè. Không phải cái này à? Xem mấy cái còn lại nào. Cho em đi ạ. Cái này đẹp nhất á. Wow, hợp với em quá nè. Đúng vậy. Làm người cá từ búp bê cũ nào. Nặng đuôi từ bộ dụng cụ tạo hình. Nữa nào. Thêm ngọc trai nữa. Cho vào lò nướng. Lên thớt nè. Đất nặng cứng ngắc rồi nè. Biến chiếc váy thành đồ bơi hai mảnh. Elsa và Daisy đến cửa hàng đồ chơi. Thích gì chọn nấy đi em. Ôi ôi, nhiều thứ quá à. Nếu em không chọn được thì lấy hết búp bê đi. Em không cần nhiều vậy đâu. Em chỉ cần một con đặc biệt thôi à. Búp bê người cá đẹp quá. Vậy là Aurora là của em đó. Yeah, chị nói đúng rồi đó. Này là đỉnh của đỉnh rồi. Làm con mèo nha. May cắt mép. Cho đầy bông gòn vào. Gắn đầu và chân vào nè. Thêm màu hồng vào nha. Chú mèo mang chiếc nơ màu bạc ở cổ. Ú, đồ chơi dễ thương quá. Mình có nhiều đồ chơi lắm nè. Quái vật ơi, lại đây nào. Ồ, mình mệt quá. Nghỉ ngơi xíu nào. Sau khi chơi, cô bé không thể nghỉ ngơi được. Ai đó? Cái bóng của quái vật ư? À, bé yêu sao thế? Em tưởng tượng thôi, tụi chị ở với em mà. Đưa em con mèo bông đi ạ. Giờ cậu ấy là bạn của em và em sẽ không còn sợ bất cứ cái gì nữa. Ngủ ngon nha bé yêu. Chúng mình chọn những chi tiết mới nha. Cánh của ngựa một sừng bị hư còn hoạt động chứ. Gắn cánh vào bìa cạc tông. Làm dây đeo dài. Giờ thì cảm giác giống cô tiên chưa nào. Elsa quyết định sẽ tạo bất ngờ cho em gái. Cô lẻn vào trong phòng lúc Daisy đang ngủ. Elsa biến ra chiếc cánh thật bằng phép thuật nè. Cô bé chắc đang mơ mình đang bay như tiên nhỉ. Ô, giấc mơ đẹp quá. Hả? Cánh ư? Các chị tạo bất ngờ cho em à. Có lẽ vậy, mình có thể bay như trong mơ hả ta. Ô, mình ước gì chị Elsa dạy mình làm phép. Biến miếng xốp thành vòng tròn nè.
Cỏ vẽ ơi, có việc cho bạn đây. Vòng tròn lấp lánh như sao vậy? Làm đầu vịt từ đất nặng nha. Dễ thương quá. Sẵn sàng cho cuộc vui chưa nè? Dạ có, em chưa đến chỗ này bao giờ. Mình có lỡ gì không ta? Cuộc vui nào cũng có Olaf mà. Trong khi mọi người phân tâm, chú mèo làm thủng lỗ trên chiếc phao bơi. Ôi chết, làm sao bây giờ? Olaf có cách giải quyết đây nè. Chà, cảm ơn nha bạn yêu. Chú vịt yêu quá. Tới lúc nhảy hồ rồi. Biến đất nặng thành gương mặt, làm mũi và miệng cười nữa nha. Chào Sven nha. Lấy lông giả nè. Vó ngựa phát ra những âm thanh vô cùng hay. Cha cha, nhìn chiếc gạt này đi, đuôi nữa. Ai cũng mê Sven hết á. Chú Nai đang cho cô bé thấy nơi mà cậu thích điên nhất. Thời tiết này đẹp quá. Quả đúng là con của Sven. Bạn có thấy dấu này chứ? Tuyết vào mùa hè ư? Hình như đang nhắc chúng mình việc gì đó. Hình như có lời mời đến chơi nhỉ? Người tuyết cũng tới à. Hình như chú Hu đang làm bạn với các bé tuyết. Chà, cậu quyết định chở các bé tuyết đi chơi. Tuyệt quá, nhìn đáng yêu quá trời. Lấy mặt hình tròn ra khỏi lọng uốn tóc. Những bức tường linh hoạt biến thành bể bơi. Chúng ta chỉ cần chèn miếng xốp ở dưới. Trang trí các mặt. Cho banh vào đầy cả hồ. Cơ hội để lặn đây rồi. Gia đình của Olaf đến trung tâm mua sắm bằng xe buýt công nhân Lali. Yeah, các bạn ơi, đi xuống nào. Từng bạn đi xuống. Mọi người xong chưa? Chạy nào. Yeah, vui quá đi. Yeah, Olaf ơi, đỉnh quá à. Chúng mình sẽ đến đây hàng tuần nha. Vải xịn nè. Chúng mình cần chỉ xanh kết hợp với áo nịt lấp lánh. Ôi, nhìn bồng bềnh quá. Chiếc thắt lưng mềm bọc xung quanh các đường may. Buổi dạ hội của Amy sẽ tuyệt lắm đây. Ô không, chuyện gì vậy? Mèo con à, em làm gì vậy? Sao mà tha thứ được chứ? Em à, sao thế? Buổi dạ hội đêm nay chắc em không đi được. Váy của em bị hư rồi. Dễ sửa mà. Giờ em sẽ có chiếc váy đẹp nhất. Wow, chị cứu em rồi. Không tin được. Em đẹp lắm Amy à. Ô, mình lo quá. Xinh quá. Amy nhìn tuyệt vời quá. Ban giám khảo xác định được nàng hậu mới của quả bóng là Amy. Ô, không ngờ luôn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Sơn lại chiếc hộp nhạc màu xanh. Bên trong cũng màu xanh luôn nha. Thêm các kệ nữa. Phủ bằng sơn bóng. Rắc tinh thể đá lên. Olaf thấy được trò chơi tuổi thơ của mình. Cậu dùng hàng giờ để chơi PlayStation. Đến lúc để bộ điều khiển qua một bên rồi. Mình sẽ đi lấy đồ ăn vặt, xem có gì nào. Kem nè, mình thích kem.
mình sẽ ăn gì ngon ngon và vui nữa. Người tuyết bị cuốn đến nỗi ăn sạch cả tủ lạnh luôn. Em thay vì cái mũi ăn mới à nha. Ừ, mình ăn hết trơn rồi.